Truyện tích thứ 61, chuỗi hạt mân côi với Hiệp hội Kinh Mân Côi. Nói đến chuỗi hạt mân côi mà không nói đến hội mân côi là một sự thiếu sót, là vì như chúng ta đã biết qua hội thánh cũng như các thánh giáo phụ, khi ta lần một chuỗi hạt mân côi thì chỉ được ơn ích bằng một chuỗi mân côi. Nhưng nếu chúng ta có gia nhập hội mân côi, mà thí dụ hội mân côi có 100 người, thì khi ta lần một chuỗi hạt mân côi, chúng ta được hưởng 100 chuỗi hạt mân côi của 100 người khác hợp lại. Như vậy, nếu chúng ta là hội viên hội mân côi mà mình chỉ lần một chuỗi mân côi thì bằng 100 chuỗi hạt mân côi. Xem ra như vậy ơn ích khác nhau biết bao. Bởi vậy, một người không vào hội mân côi và một người vào hội mân côi thì khác nhau biết chừng nào. Ở bài này, chúng tôi đề cập đến hội mân côi và nguồn gốc sự tích hội mân côi để quý độc giả thấy sự quan trọng của hội mân côi. Đấng sáng lập hội mân côi chính là Thánh Dominico và Trân Phước Alan de la Roche. Các ngài đi đến đâu truyền bá chuỗi hạt mân côi thì cũng lập ngay hội mân côi ở đó, để cho giáo dân gia nhập hội mân côi được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc kinh lần chuỗi mân côi. Vào năm 1470, Trân Phước Alan de la Roche đã thành lập hội mân côi đầu tiên tại tỉnh Douai, miền Bắc nước Pháp. Lúc mới đầu, hội được gọi là Hội Thánh Vịnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đến sau, hội được giáo hội công nhận thì được gọi là Hiệp hội Kinh Mân Côi. Thánh Alan de la Roche, người đã có công vận động để hội thánh công nhận hội mân côi, thì ngài qua đời vào đúng thời gian hội thánh chính thức công nhận hội mân côi, ngày 8 tháng 9 năm 1475, cũng là ngày Trân Phước Alan de la Roche nhắm mắt từ giã cõi đời. Thể theo ý nguyện của Hoàng đế Friedrich Đệ Tam, vua nước Đức, giáo hội đã chính thức thừa nhận Hiệp hội Mân Côi. Chỉ trong 4 tháng đầu đã có 5.000 người ghi tên xin gia nhập hội Mân Côi. Cuối năm đó, số hội viên đã lên đến 50.000 người. Năm 1749 đã có 500.000 người xin gia nhập hội Mân Côi. Sau đó, hội Mân Côi đã phát triển rất mau chóng trên toàn thế giới công giáo, nhất là từ đời Đức Giáo Hoàng Sixto IV cho đến các vị giáo hoàng kế tiếp, đã ban rất nhiều đặc ân, đặc xá, đại xá, toàn xá cho những ai gia nhập hội mân côi. Các ngài cũng khuyến khích tán thưởng giáo dân gia nhập hội mân côi. Ngày 2 tháng 10 năm 1898, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành tông sắc Ubi Rimum, đề cập đến bản tính, luật lệ, nghĩa vụ, quyền lợi, đặc ân của hội mân côi. Như vậy, hội mân côi là hội do hội thánh sáng lập và trực tiếp chỉ huy, không phải là một hội do giáo hội địa phương thành lập, cho nên bất cứ ai, bất cứ ở đâu đều có thể xin gia nhập hội mân côi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, để cho tiện việc sinh hoạt thì sau này, nếu ở địa phương mình ở, có thành lập hội mân côi thì chỉ xin trở về với cộng đoàn mình là được. Theo nguyên tắc thì muốn trở thành hội viên hội mân côi, điều kiện rất đơn giản: được ghi danh vào sổ hội mân côi, lần hạt mỗi ngày 50, tức là một chuỗi mân côi, luôn mang theo chuỗi hạt mân côi trong mình. Do đó, bất cứ ai được ghi danh và giữ các điều kiện trên thì đương nhiên là hội viên hội mân côi. Cái lợi ích ngay trước mắt cho những ai gia nhập hội mân côi là được Đức Mẹ gìn giữ hồn xác mọi nơi mọi lúc, ban cho rất nhiều ơn phần hồn phần xác. Nếu có chết bất đắc kỳ tử, thì cũng được Đức Mẹ che chở, cho được ơn cứu rỗi, ơn ăn năn hối cải trong giờ lâm chung. Lời bàn trong lịch sử đạo công giáo cũng như trong truyện tích Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ đã cứu biết bao nhiêu người tội lỗi, hoặc có thói quen hàng ngày đọc một kinh kính mừng, hoặc mang trong mình chuỗi hạt mân côi. Như vậy mà còn được Đức Mẹ thương đối xem cứu giúp,
huống chi là những người gia nhập hội mân côi, hàng ngày chỉ lần một chuỗi hạt mân côi, thì còn được Đức Mẹ thương cứu giúp biết bao nữa. Vậy chúng ta hãy tích cực tham gia vào hội mân côi và khuyến khích cho nhiều người khác gia nhập hội mân côi, thì sẽ được Đức Mẹ tưởng thưởng chiến sĩ mũ xanh của Đức Mẹ vậy. Có rất nhiều quan niệm sai lầm rằng chỉ cần lần chuỗi hạt mân côi cũng đủ, cần gì phải gia nhập hội mân côi, mất thì giờ bó buộc. Chúng tôi đồng ý như vậy. Nhưng nếu chúng ta có vào hội mân côi thì vẫn tốt hơn nhiều, là vì có khi ngại không muốn lần hạt, nhưng vào hội thì bắt buộc phải lần hạt. Hai cái khác nhau. Vả chăng Đức Mẹ cũng đã nói, Đức Mẹ ở đâu thì có chuỗi hạt mân côi ở đó, ở đâu có chuỗi mân côi thì Đức Mẹ cũng hiện diện nơi đó. Amen.